Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Tô Lâm và Bộ Công an đang tập trung quyền lực để làm gì? Trước khi nói về Tô Lâm, tôi sẽ so sánh một số lĩnh vực dịch vụ hành chính ở các nước dân chủ văn minh với chế độ cộng sản Việt Nam để mọi người dễ hiểu. Trong các nền chính trị dân chủ văn minh thì các lĩnh vực dịch vụ hành chính phục vụ đời sống của nhân dân đều được giao cho các cơ quan dân sự hoặc xã hội hóa để người dân và doanh nghiệp tham gia cung cấp dịch vụ. Các loại dịch vụ hành chính như cấp hộ chiếu, chứng minh thư, thẻ căn cước công dân, lý lịch tư pháp, giấy phép lái xe, giấy xác nhận đủ điều kiện phòng cháy nổ, quản lý trại tạm giam, trại giam. Cơ quan cảnh sát an ninh bị nghiêm cấm làm các loại dịch vụ hành chính nêu trên và nhiệm vụ của các cơ quan trên chỉ là bảo vệ trật tự, pháp luật, an ninh, an toàn, xã hội và bảo vệ sức khỏe, tính mạng, tài sản của nhân dân. Các loại dịch vụ hành chính đó như hộ chiếu thì do Bộ Ngoại giao hoặc cơ quan hành chính cấp thành phố, chứng minh thư hay thẻ căn cước công dân thì do cơ quan hành chính cấp quận cấp và do Bộ Tư pháp quản lý, và giấy phép lái xe được xã hội hóa cho các công ty tư nhân thực hiện và do Bộ Giao thông Vận tải hay cơ quan hành chính quản lý. Giấy xác nhận đủ điều kiện phòng cháy nổ và cũng như tương tự như vậy thì Bộ Tư pháp quản lý các trại tạm giam, tạm giữ. Tại sao hiến pháp và luật pháp của các nước dân chủ văn minh lại không cho phép cơ quan cảnh sát an ninh làm các loại dịch vụ hành chính công? Thứ nhất, lực lượng cảnh sát an ninh là lực lượng vũ trang chuyên biệt với nhiệm vụ bảo vệ pháp luật, an toàn, an ninh xã hội, sức khỏe, tính mạng, tài sản nhân dân. Lực lượng này cần có hình ảnh nghiêm trang và nghiêm túc trước nhân dân. Và thứ hai, tránh cho các lực lượng an ninh cảnh sát tiếp xúc với người dân trong lĩnh vực dịch vụ để gây nên những bức xúc, thậm chí là tiêu cực phát sinh trong quá trình cung cấp dịch vụ cho người dân. Trong chế độ cộng sản Việt Nam thì gần như là ngược lại hoàn toàn. Bộ Công an thâu tóm hầu hết các loại dịch vụ hành chính công như cấp hộ chiếu, chứng minh thư, thẻ căn cước công dân, hộ khẩu, lý lịch tư pháp, giấy phép lái xe, giấy xác nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa nổ và quản lý các trại tạm giam, trại giam. Từ năm 2001 thì Bộ Công an đã chuyển giao chức năng sát hạch và cấp giấy phép lái xe sang Bộ Giao thông Vận tải. Bộ này cũng đã tiến hành xã hội hóa với sự tham gia của hàng nghìn doanh nghiệp trên khắp cả nước. Các thủ tục học, đào tạo, sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe đã diễn ra thuận lợi cho người dân trong gần 20 năm qua. Nhưng trong dự thảo mới nhất của luật quản lý giao thông đường bộ thì Tô Lâm và Bộ Công an đã gây áp lực để cho Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Tư pháp đồng ý để chuyển dịch vụ sát hạch và cấp giấy phép lái xe trở lại cho ngành công an. Tương tự với các lĩnh vực quản lý trại tạm giam, trại giam, quản lý dữ liệu công dân, cấp đổi chứng minh thư, kẻ thẻ căn cước công dân. Và trước đây thì trong chương trình cải cách tư pháp với sự tham vấn của quốc tế thì các lĩnh vực trên đã được chuyển về Bộ Tư pháp. Nhưng Bộ Công an với sức mạnh của mình đã phản đối và cương quyết thì giữ lại cho mình. Và tại sao Tô Lâm và Bộ Công an muốn đòi lại quyền sát hạch và cấp giấy phép lái xe cũng như giữ lại các lĩnh vực dịch vụ hành chính khác? Thưa quý vị và các bạn, cũng giống như lĩnh vực quản lý trại tạm giam, trại giam, quản lý dữ liệu công dân, cấp đổi chứng minh thư, thẻ căn cước công dân, tất cả vì những lý do sau đây. Thứ nhất, đó là nguồn ngân sách cấp cho việc xây sửa trụ sở, nhân sự, kinh phí làm việc. Đây là cơ hội để cho các quan chức trong ngành công an tham ô biển thủ để làm giàu và mua quan, bán tước. Thứ hai, đó là việc tuyển nhân sự, sắp xếp các quan chức trong lĩnh vực đó, và đây là cơ hội để cho bán chức tước, ăn hối lộ trong việc tuyển chọn nhân sự. Thứ ba, các lĩnh vực dịch vụ này liên quan đến trực tiếp đến người dân nên dễ dàng cho các quan chức phụ trách trực tiếp gây khó dễ cho người dân để ăn hối lộ. Ví dụ như trong lĩnh vực cấp đổi hộ chiếu, các quan chức an ninh xuất nhập cảnh dễ dàng ăn hối lộ để cấp hộ chiếu nhanh. Tương tự với chứng minh thư và thẻ căn cước công dân, hộ khẩu, v.v. Thứ tư, cho việc cấp phép và quản lý các doanh nghiệp đang làm dịch vụ đào tạo lái xe, tạo điều kiện cho các quan chức công an nhũng nhiễu, làm tiền các doanh nghiệp. Thứ năm là tạo sức mạnh cho ngành công an trong hệ thống chính trị của chế độ cộng sản
Các chuyên gia chính trị gọi đó là nhà nước công an trị hay chế độ công an trị. Thứ sáu là tạo ra quyền lực, quyền uy của ngành công an đối với nhân dân trong các lĩnh vực dịch vụ hành chính. Ngành công an sẽ tạo ra khó khăn với các công dân có quan điểm bất đồng với chế độ cộng sản khi họ có nhu cầu đến dịch vụ hành chính này. Thứ bảy là tạo ra lực lượng công an đông đảo, trung thành với chế độ cộng sản Việt Nam. Vậy việc làm trên của Tô Lâm và Bộ Công an có gây hậu quả gì cho chính chế độ và người dân? Thứ nhất, các lực lượng công an, an ninh phụ trách các lĩnh vực trên thường lạm dụng quyền lực, nhũng nhiễu người dân và doanh nghiệp với mục đích ăn hối lộ. Từ đó gây ra sự bất bình và phẫn nộ của cả người dân và doanh nghiệp với ngành công an nói riêng và cả chế độ cộng sản nói chung. Thứ hai là việc bất bình phẫn nộ của người dân với ngành công an và chế độ cộng sản Việt Nam sẽ từng ngày được tích tụ, đến một lúc nào đó thì sẽ biến thành những cơn cuồng phong bão lửa để hủy diệt Đảng và chế độ cộng sản Việt Nam. Theo quan điểm của tôi thì Tô Lâm và Bộ Công an đang tập trung quyền lực để thực thi và củng cố chế độ công an trị tại Việt Nam, và mục đích của họ là để bảo vệ và duy trì chế độ độc tài cộng sản Việt Nam. Nhưng giải pháp này chưa chắc đã bảo vệ và duy trì được chế độ cộng sản, mà thậm chí sẽ làm cho cuộc cách mạng xã hội, cách mạng dân chủ sớm diễn ra ở Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là chỉ sau 4 ngày xét xử thì hội đồng xét xử sơ thẩm tòa án thành phố Hà Nội đã tạm dừng phiên tòa để tiến hành phần nghị án, và bản án dành cho các nạn nhân người dân Đồng Tâm sẽ được tuyên vào lúc 13 giờ ngày 14 tháng 9 năm 2020. Và trước đó thì ngày 7 tháng 9 năm 2020, tòa án thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử những nạn nhân vô tội trong vụ án Đồng Tâm, và phiên tòa đã dự kiến là kéo dài trong vòng 10 ngày, nhưng chỉ với một ngày rưỡi thủ tục xét hỏi đã chuyển sang phần luận tội và nghị án và mức án của đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội. Đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị hai mức án tử hình đối với ông Lê Thành Công sinh năm 1964 và Lê Đình Chức sinh năm 1980, đề nghị án chung thân với Lê Đình Doanh sinh năm 1988. Ông Nguyễn Quốc Tiến và Bùi Viết Hiểu cùng đề nghị mức án 16-18 năm tù, và Nguyễn Văn Tuyển đề nghị 14-16 năm tù. Đây là 6 nạn nhân bị giữ những quyết định bị truy tố với tội danh giết người của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội. 19 nạn nhân còn lại bị chuyển sang tội danh nhẹ hơn là chống người thi hành công vụ, cùng với 4 nạn nhân bị truy tố cùng tội danh ban đầu. Phiên tòa đã kết thúc phần tranh luận, và với đại diện của Viện Kiểm sát cũng như phần bào chữa của các luật sư cho các nạn nhân và các nạn nhân tự bào chữa nói lời cuối cùng. Hội đồng xét xử đã tạm dừng phiên tòa vào chiều ngày 10 tháng 9 và sẽ nghị án vào ngày hôm qua. Và câu hỏi đặt ra là có thể minh oan cho các nạn nhân và cứu các nạn nhân vô tội hay không? Thứ nhất là có luật sư đang bào chữa và bảo vệ cho các nạn nhân người Đồng Tâm trước hội đồng xét xử. Các luật sư đã đưa ra các đề nghị đúng pháp luật cần thiết và mang tính chất quyết định tới việc làm rõ, làm sáng tỏ nội dung vụ án, như thực nghiệm lại hiện trường vụ án, yêu cầu triệu tập nhân chứng và triệu tập đại diện quân đội, công an thành phố Hà Nội, văn bản làm rõ tính chất công vụ của lực lượng vũ trang đã tấn công vào thôn Hoành, xã Đồng Tâm, ngoại thành Hà Nội vào rạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020, trả lại hồ sơ cho Viện Kiểm sát. Trong các nội dung đề nghị thì việc thực nghiệm lại hiện trường là quan trọng nhất, vì sẽ sáng tỏ toàn bộ sự thật về vụ án Đồng Tâm. Tất cả các đề nghị chính đáng trên của luật sư đã bị hội đồng xét xử bác bỏ. Trong phần tranh luận và bào chữa của mình thì các luật sư cũng đã vận dụng tất cả các chứng cứ viện dẫn pháp luật để chứng minh các nạn nhân chỉ là thực hiện quyền phòng vệ chính đáng để bảo vệ bản thân và tài sản của họ, và các nạn nhân không chống lại người thi hành công vụ và càng không có hành vi giết người. Có thể nói là có luật sư đã nhiệt huyết và tinh thần bảo vệ công lý cũng không thể bảo vệ cho các nạn nhân Đồng Tâm vô tội, hoặc ít nhất là đúng với tội danh thực sự mà họ đã vi phạm. Bởi những quyết định sinh mạng của nạn nhân không phải là hội đồng xét xử sơ thẩm của Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội, mà những người có quyền quyết định bản án lại là những quan chức cao cấp nhất trong Bộ Công an, như Bộ trưởng Công an Tô Lâm và các thứ trưởng. Thứ hai, chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế, Liên Hiệp Quốc có thể lên tiếng can thiệp với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam để cứu các nạn nhân.
Các tổ chức quốc tế và Liên Hợp Quốc chỉ có thể lên tiếng kêu gọi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tôn trọng nhân quyền và điều tra xét xử một cách công bằng. Nhưng nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam từ xưa đến nay chưa bao giờ tôn trọng các kiến nghị yêu cầu của Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế. Nhưng các lời kêu gọi yêu cầu hay lên án của Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế có tác dụng làm gây khó khăn cho nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trong quan hệ với Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế, làm mất uy tín của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam với cộng đồng quốc tế. Đồng thời, các lời kêu gọi yêu cầu hay lên án của Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế có tác dụng với chính phủ các nước để thúc đẩy chính phủ các nước có căn cứ để gây áp lực với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Tức là Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế không thể trực tiếp cứu nạn nhân người dân đồng tâm. Còn với chính phủ quốc gia như Hoa Kỳ, Cộng hòa Liên bang Đức hay liên chính phủ như EU thì hoàn toàn có đủ sức mạnh để gây áp lực với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Nhưng trải qua 20 năm đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam, tôi có rất nhiều các mối quan hệ với chính phủ, quốc hội và nhiều quốc gia trên thế giới. Chính phủ các quốc gia trên thế giới chỉ can dự hay can thiệp mạnh khi các lực lượng đấu tranh hay phong trào dân chủ ở trong nước có một sức mạnh đáng kể. Tức là sự can thiệp của quốc gia với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam mạnh, yếu hay cực kỳ mạnh mẽ thì hoàn toàn phụ thuộc vào chính nội lực của các phong trào đấu tranh ở trong nước. Bởi vì nếu như phong trào trong nước không có gì thì chính phủ các nước phải làm tất cả, tác dụng rất hạn chế. Nhưng phong trào trong nước có sức mạnh thì sự can thiệp của chính phủ các nước sẽ có tác dụng nhân đôi, thậm chí là tăng hiệu quả gấp triệu lần. Ví dụ như ngày Chủ nhật, hàng trăm ngàn hay chỉ cần dăm chục người trong nước ở các thành phố như Hà Nội, Sài Gòn cùng xuống đường yêu cầu trả tự do cho người dân đồng tâm vô tội. Ngay lập tức thì chính phủ các quốc gia sẽ lên tiếng và can thiệp mạnh mẽ với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Nếu như cuộc biểu tình ủng hộ các nạn nhân người dân đồng tâm kéo dài thành cuộc cách mạng thì chính phủ các nước sẽ sẵn sàng cô lập, cấm vận nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Tức là sự ủng hộ can thiệp từ bên ngoài luôn tương thích với sự trỗi dậy từ bên trong. Điều này hoàn toàn có thể dẫn tới sự sụp đổ của chế độ Cộng sản Việt Nam. Thứ ba, tôi khẳng định luôn là chỉ có chính nhân dân Việt Nam yêu tự do, dân chủ và công lý mới có thể cứu được những người dân đồng tâm vô tội. Đồng thời cũng cứu được tất cả dân cả nước và dân tộc Việt Nam thoát khỏi chế độ độc tài Cộng sản, mở ra một kỷ nguyên mới cho đất nước và dân tộc Việt Nam. Tức là nhân dân Việt Nam tiến bộ sẽ đoàn kết cùng nhau sử dụng mạng xã hội Facebook, YouTube để kêu gọi mọi người cùng sử dụng quyền con người đã được quy định tại Điều 25 Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, đó là quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp, lập hội và tự do biểu tình. Tất cả mọi người hãy sử dụng mạng xã hội để kêu gọi người dân Việt Nam ở các thành phố như Hà Nội, Sài Gòn vào sáng Chủ nhật hãy cùng nhau tập trung ở các địa điểm trung tâm thành phố cách hòa bình một cách hòa bình để bày tỏ sự ủng hộ với nạn nhân người dân đồng tâm vô tội và kêu gọi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tôn trọng nhân quyền và phẩm giá của con người. Nếu chúng ta làm được điều này thì những bản án của Cộng sản Việt Nam dành cho các nạn nhân đồng tâm sẽ được thay đổi có lợi hơn cho các nạn nhân. Thưa quý vị và các bạn, đồng tâm và phiên tòa ô nhục, phiên xử 29 người dân đồng tâm trong vụ chính quyền vô cớ xông vào tư gia của người cha hay thủ lĩnh tinh thần của họ giữa đêm khuya dẫn đến cái chết của 4 người Việt chẳng có thể dùng từ gì khác là nát như tương để mô tả. Trong thời đại mà quan chức Việt Nam luôn hô hào là thời đại 4.0, chẳng hề có hình ảnh hay video về các diễn biến của đêm định mệnh 9 tháng 1 và quyết định tấn công 419A của công an như mấy con số tóm tắt hậu quả 4 người chết vào tháng 1 ngày 9. Và 45 năm sau khi kết thúc cuộc chiến giữa Việt Nam để ngư ông Trung Quốc đắc lợi ở Hoàng Sa, anh em trong nhà lại giết nhau vì mảnh đất ngoài đồng trong khi cướp biển thì vẫn đang rình rập. Chết 4 mạng người chưa xong, người ta còn muốn trả thù để 3 mạng con dân phải đổi cho bằng được 3 mạng dân. Đất nước văn hóa 4.000 năm và khát khao muốn sánh vai các cường quốc năm châu mà sao chỉ thi đua xuống đáy thế này. Nhân vụ xử quái gở vừa diễn ra thì một số người nhắc lại vụ luật sư người Anh là Lost By từng cứu Nguyễn Ái Quốc, tức Hồ Chí Minh về sau này thì khỏi vòng lao lý hồi năm 1931 để thấy công lý xã nghĩa tới năm 2031.
có lẽ cũng khó mà kịp được luật Anh của trước đó 100 năm. Chính Viện Kiểm sát Tối cao đã đi ngược lại với diễn biến vụ việc, và theo đó thì ông Hồ Chí Minh khi đó lấy tên là Tống Văn Sơ bị bắt ở Hồng Kông hồi tháng 6 năm 1931 vì là gián điệp cộng sản và có mưu đồ lật đổ. Trước đó 2 năm thì ông Nguyễn Ái Quốc đã bị tòa ở Vinh kết án tử hình vắng mặt, và mật vụ Anh định trao người bị bắt cho Pháp. Và trong web của Viện Kiểm sát đăng lời của ông Lossby kể lại: theo luật pháp của Anh hồi bấy giờ thì khi bắt một người chỉ được hỏi người đó 7 câu mà thôi. 7 câu đó để là tên, tuổi, quê quán, nghề nghiệp, thời gian cư trú, quan hệ xã hội và những người và vật làm chứng. Không được hỏi sang câu thứ 8 dù câu đó là câu gì. Nhưng khi bắt Tống Văn Sơ thì nhà cầm quyền Hồng Kông lại hỏi câu thứ 8 là: anh sang Nga với mục đích gì? Nhà cầm quyền hỏi câu thứ 8 đó là trái với luật, nên cuối cùng thì tòa án phải tuyên bố phóng thích cho Tống Văn Sơ. Trang web cũng dẫn lời của ông Lossby rằng sau khi được trả tự do thì ông Nguyễn Ái Quốc lại bị bắt một lần nữa, và vị luật sư người Anh đã phải kháng lên tận London để giải cứu cho thân chủ của mình. Thượng tôn pháp luật có nghĩa là chỉ cần làm bất cứ điều gì trái với luật là phiên tòa sẽ bị hủy, và vì tòa phải bảo đảm công lý và luật pháp được thực thi. Không những việc điều tra vụ đồng tâm không tuân thủ theo pháp luật mà cả diễn biến phiên tòa cho thấy là họ ngồi xổm lên pháp luật và bảo sao mà người Việt Nam nói giờ chẳng có đúng hay sai mà chỉ là thắng hay thua. Điều nực cười trong việc điều tra là chính những người làm ẩu lại tự điều tra chính mình. Khác gì giao cho ông Nguyễn Đức Chung đi điều tra vụ ông làm trái luật. Chính công an đã thừa nhận họ không có lệnh khám nhà của Lê Đình Kình mà chỉ truy bắt tội phạm nên chạy vào nhà ông. Trước khi lực lượng cảnh sát tập trung vào nhà ông Lê Đình Kình tại Đồng Tâm thì không hề có bất cứ thông báo nào về chuyện truy bắt tội phạm. Vậy tội phạm ở đâu ra mà phải có tới cả ngàn công an đổ tới vào lúc nửa đêm? Cho tới giờ thì quyết định tấn công 419A vẫn được coi là một tin mật. Và nếu nó chỉ đơn thuần là quyết định bảo vệ an ninh thì có điều gì phải giấu? Chỉ có điều là khi đó thì tường rào bảo vệ phần đất quốc phòng đã xây xong thì cần bảo vệ an ninh cho ai? Và những điều này cho thấy rằng chuyện thi hành công vụ lúc tờ mờ sáng là vô cùng mờ ám, và lý do lúc đầu họ vòng vo và vẽ ra chuyện bị tấn công ở Đồng Xanh. Phải chăng ông Nguyễn Đức Chung thấy có biến nên tìm cách đánh lạc sự chú ý, và phải chăng là phe công an muốn ghi điểm trước đại hội nhưng rồi hố to? Phải chăng là có sự đồng thuận trong đảng và cần dẹp bằng được đổ tổ đồng thuận đồng tâm? Những câu hỏi này đòi hỏi phải có cuộc điều tra độc lập, và hiển nhiên là nó sẽ không có công khai diễn ra. Nếu không chứng minh được đó là công vụ thì người dân hoàn toàn có quyền chống lại kẻ cướp đang đêm vô cớ vào nhà của họ để xả đạn như mưa, và nhất là khi cha ông của họ một lần bị công an đánh gãy chân giữa thanh thiên bạch nhật. Sau khi ông Kình bị giết không thương tiếc ở cự ly 1 mét với xác bị chó nghiệp vụ kéo đi, thì theo lời của ông Bùi Viết Hiểu trước tòa thì người ta đã nghĩ cách để giải thích vụ giết người sao cho khéo, và cách vụng về đó là chụp ảnh một quả lựu đạn tự chế kèm theo chú thích trên tay của Lê Đình Kình. Cánh công an đi đâu cũng chĩa máy quay vào người khác, sao trong trận đánh ngàn quân đấy lại không quay nổi một thước phim mà phải chú thích như vậy? Và có tội phạm nào chạy lên gác nơi mà ông già 80 tuổi nằm ngủ không mà phải vừa vác súng vừa nhả đạn chạy vào đó, hay đó chính là mục tiêu cuối cùng mà họ nhắm tới? Tới phiên xử thì vở kịch công lý được diễn thật hài hước. Đáng ra thì khi đa số người liên quan nói rằng họ bị đánh đập và bức cung thì các video thu trước đó phải được tuyên là vô giá trị. Nhưng người ta sợ lúc ra trước công luận không kiểm soát được những gì người dân khai nên phải cố thu trước video, trong điều kiện họ có thể dùng dùi cui đánh cho phải nói theo ý của họ, ông Lê Đình Công khai tại tòa. Đó có lẽ là lý do tại sao mà họ không cho các luật sư tiếp xúc với thân chủ trong thời gian dài. Và nếu như cảnh sát Hồng Kông năm xưa cũng không cho Tống Văn Sơ tiếp xúc với luật sư tới khi đánh cho nhân vật đến mức
phải nhận tội lật đổ thì khó hình dung là diễn biến tiếp theo sẽ ra sao. Phiên tòa Ô Nhục xử Dân Đồng Tâm chắc chắn sẽ đi vào lịch sử như một trong những vụ án kỳ quái và trơ trẽ nhất, nếu như những người bảo vệ cha ông họ bị giết bất thành lại bị những kẻ giết người kết án tử hình. Có luật sư, nếu có thực chuyện họ gây ra cái chết của ba người hôm 9 tháng 1 thì đó chỉ là chuyện tự vệ quá mức hay giết người trong tình trạng bị kích động mạnh. Từ trước đến nay thì tòa án vẫn được dùng làm công cụ trả thù những ai thách thức quyền lực của các đồng chí cộng sản. Nhưng vụ xử Đồng Tâm thì có thể là đòn thù hiểm ác nhất mà chế độ cộng sản tung ra đối với người dân trong nhiều năm qua. Thưa quý vị và các bạn, làm công vụ giết người trong đêm chỉ có quân Thảo Khấu man dợ mới vậy, chứ Thảo Khấu bình thường nó cũng không làm. Nhà báo Nguyễn Thông nhận xét, hầu như ai cũng biết rằng cha con cụ Kình không phải là quân khủng bố nguy hiểm đến an ninh quốc gia tới mức phải cần tiêu diệt. Nhà cụ Kình và thôn Hoành không phải là trung tâm của lực lượng đảo chính tới mức nếu không ngăn chặn tiêu diệt thì hôm sau sẽ tan ra cả nước. Tất cả đều có thể đợi giữa ban ngày, dưới ánh mặt trời, giải quyết xử lý một cách công minh, quang minh chính đại, nhất là khi toàn bộ quyền lực súng đạn đang nắm trong tay. Vậy thì hà cớ gì lúc nửa đêm khuya khoắt thì đưa binh hùng tướng mạnh bao vây thôn làng, xông vào tận nhà dân vi phạm hiến pháp và bắt người, bắn người, giết người mà không cần bất kỳ một bản án buộc tội nào, làm công vụ giết người trong đêm. Chỉ có quân Thảo Khấu man dợ mới vậy, chứ Thảo Khấu bình thường nó cũng không dám. Nhận xét của nhà báo Nguyễn Thông còn xuất phát từ các chứng cứ ở vụ huyết án này là nhóm luật sư đã thu thập được. Trong một chia sẻ của luật sư Trịnh Vĩnh Phúc, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho biết như sau. Hiện trường vụ án giết người, ba cảnh sát cơ động chết và bị người giết, cụ Lê Đình Kình, xảy ra đêm khuya hôm 9 tháng 1 năm 2020, được ghi nhận sau đúng một tháng vào trưa ngày 9 tháng 2 năm 2020 bởi ống kính của luật sư Lê Văn Hòa, người bào chữa cho một số bị cáo trong phiên tòa vụ án Đồng Tâm đang diễn ra. Nội dung bức ảnh phòng ngủ, cửa phòng, vách nhà của cụ Lê Đình Kình vẫn còn đang loang vết máu và lỗ chỗ vết đạn. Vết đạn thì có khắp vách tường, nhà, trần nhà, bên trong và bên ngoài, giếng trời, nơi được xác định là ba cảnh sát cơ động té và thiệt mạng. Bà Dư Thị Thành trong cơn bàng hoàng đau khổ như người mất hồn. Một số luật sư có mặt thăm hỏi, tìm hiểu, khảo sát hiện trường. Tất cả các hình ảnh ghi nhận như chia sẻ của luật sư Trịnh Vĩnh Phúc là tuân thủ quy định của pháp luật. Tiếc là các hình ảnh chứng cứ này dường như là chưa có điều kiện để cho các luật sư mang ra tranh biện tại phiên tòa hình sự sơ thẩm. Trong tố tụng hình sự thì việc thu thập chứng cứ của luật sư được chủ động thực hiện thông qua các hoạt động sau. 1. Luật sư có quyền gặp người mà mình bào chữa bị hại, người làm chứng và những người khác biết về vụ án để hỏi, để nghe họ trình bày về những vấn đề liên quan đến vụ án. Lời trình bày của người bị buộc tội, bị can, bị cáo là chứng cứ quan trọng được sử dụng trong vụ án hình sự bởi họ là những người trực tiếp nắm giữ những thông tin quan trọng. Những lời trình bày và khai nhận tự nguyện, trung thực, khách quan góp phần quan trọng làm sáng tỏ sự thật của vụ án. Và bên cạnh các chứng cứ là biên bản ghi lời khai được tiến hành do cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện, thì luật sư được quyền gặp người mà mình bào chữa để nghe họ trình bày, xác minh tính xác thực cho các biên bản ghi lời khai do cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện. Vấn đề đặt ra ở trường hợp này là các hoạt động thu thập chứng cứ của luật sư. Thứ hai, luật sư có quyền đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp tài liệu, đồ vật liên quan đến việc bào chữa, bên cạnh việc trực tiếp, độc lập tiến hành các hoạt động thu thập chứng cứ. Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 còn ghi nhận quyền của luật sư trong việc tham gia các hoạt động thu thập chứng cứ của cơ quan tiến hành tố tụng. Sự có mặt của luật sư khi người tiến hành tố tụng thu thập chứng cứ sẽ góp phần bảo đảm tính khách quan, đúng trình tự và thủ tục của người tiến hành tố tụng hoặc trấn an tinh thần của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo. Các hoạt động này được thể hiện ở việc có mặt khi lấy lời khai của người bị bắt, bị tạm giữ, khi hỏi cung bị can và nếu như người có thẩm quyền tiến hành lấy lời khai, hỏi cung đồng ý thì được hỏi người bị bắt,
người bị tạm giữ, bị can. Sau mỗi lần lấy lời khai thì hỏi cung của người thẩm quyền kết thúc thì người bào chữa có thể hỏi người bị bắt, người bị tạm giam và tạm giữ bị can. Có mặt trong hoạt động đối chất, nhận dạng, nhận biết giọng nói và hoạt động điều tra khác theo quy định của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, xem biên bản về hoạt động tố tụng có sự tham gia của mình. Quy định tố tụng liên quan đến người mà mình bào chữa. Đề nghị tiến hành hoạt động tố tụng theo quy định của luật này. Đề nghị triệu tập người làm chứng, người tham gia tố tụng khác, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Kiểm tra, đánh giá và trình bày ý kiến của mình về chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan và yêu cầu người có thẩm quyền tiến hành tố tụng kiểm tra, đánh giá, đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, thu thập chứng cứ, giám định bổ sung, giám định lại, định giá lại tài sản, đọc, ghi chép và sao chụp những tài liệu trong hồ sơ vụ án liên quan đến việc bào chữa từ khi kết thúc điều tra, tham gia hỏi, tranh luận tại phiên tòa. Thật ra thì các quy định kể trên trong thực tế thì không dễ thực hiện. Và thứ nhất là khoản 4 điều 88 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự quy định khi tiếp nhận chứng cứ, tài liệu, đồ vật, dữ liệu điện tử liên quan đến vụ án trong những quy định tại khoản 2 và khoản 3 điều này cung cấp. Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải lập biên bản giao nhận và kiểm tra, đánh giá theo quy định của bộ luật này. Như vậy thì sau khi thu thập được tài liệu đồ vật thì việc đánh giá xem có phải là chứng cứ hay không và việc quyết định có sử dụng hay không lại phụ thuộc hoàn toàn vào cơ quan tiến hành tố tụng. Một bên gỡ tội thực hiện thu thập các chứng cứ gỡ tội, khi thu thập được lại phải kịp thời giao nộp cho bên buộc tội, cơ quan tiến hành tố tụng, viện kiểm sát, dẫn đến sự thiếu khách quan. Trong nhiều trường hợp, khi giao nộp, những chứng cứ quan trọng sẽ bị vô hiệu hóa làm sai lệch dẫn đến giá trị chứng minh không còn, nên thực tiễn khi thu thập được chứng cứ quan trọng quyết định việc có tội hay không, có tội của bị can, bị cáo thì thông thường luật sư sẽ không tiến hành giao nộp ngay mà chỉ đợi đến khi phiên tòa được mở, thậm chí thì đến phần tranh luận mới xuất trình, gây khó khăn trong quá trình xem xét đánh giá chứng cứ của tòa. Đó là nói trường hợp phiên tòa có hội đồng xét xử không phải chịu sức ép từ cấp trên. Thứ hai, hoạt động thu thập chứng cứ bằng việc đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp tài liệu, đồ vật, dữ liệu điện tử liên quan đến bào chữa. Quy định này rất hình thức bởi thực tiễn, rất hiếm trường hợp luật sư đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân, đặc biệt là cơ quan, tổ chức, nhà nước cung cấp được các tài liệu, đồ vật, dữ liệu điện tử liên quan đến việc bào chữa. Khi nhận được sự bất hợp tác của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc cung cấp các tài liệu, đồ vật thì luật sư lại phải quay sang đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, thu thập. Như vậy thì hoạt động thu thập chứng cứ của luật sư vẫn trở lại bằng việc đề nghị cơ quan tiến hành tố tụng, tiến hành thu thập. Việc xem xét có tiến hành theo đề nghị của luật sư hay không phụ thuộc vào ý chí chủ quan của chủ thể tiến hành tố tụng. Trong việc đánh giá xem xét luật sư đã sử dụng mọi biện pháp cần thiết nhưng không thể thu thập chứng cứ được hay chưa. Phiên hình sự sơ thẩm vụ án Đồng Tâm là một minh chứng cho cái gọi là ý chí chủ quan của chủ thể tiến hành tố tụng. Từ phiên tòa Đồng Tâm một lần nữa chứng minh rằng mặc dù đã có nhiều quy định mới được sửa đổi bổ sung, góp phần nâng cao vị trí của luật sư trong việc thực hiện chức năng bào chữa của mình. Tuy nhiên thì thực tiễn hoạt động thu thập chứng cứ của các luật sư vẫn vô cùng khó khăn, chưa có cơ chế đảm bảo thực hiện. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.